Hello, chào tất cả anh em sưu tầm đồ lính Mỹ. Chúc mọi người sức khỏe. Giới thiệu mọi người chiếc áo giáp của quân đội Mỹ. Áo giáp thủy quân của quân đội Mỹ. Áo giáp này sản xuất năm 1968. Nam hiện nay chỉ còn vài chiếc như vậy rồi. Những chiếc áo như này ở Việt Nam bây giờ rất là hiếm, còn có vài chiếc thôi. Vậy là giới thiệu anh, còn những chiếc khác thì còn nhiều, những chiếc mà nó mềm hơn, còn đây là cái loại đặc biệt của thủy quân, màu xanh lưu. Chiếc áo này còn cái độ mới của nó còn gần như là chưa sử dụng, là hàng lưu kho, nên những cái sơn mà bảo quản ở trên cái răng khóa này vẫn còn. Đứng rất là xa để đi lại để anh em quan sát cái nền màu xanh phía sau của thảm cỏ này. Cỏ tự nhiên, cây cỏ tự nhiên, để mình phân biệt được cái màu sắc của chiếc áo, thương hiệu của áo của quân đội Mỹ đứng hàng đầu thế giới về chất lượng và thương hiệu. Vậy anh em sưu tầm mà mua được những chiếc áo này thật sự là thỏa mãn sự đam mê. Cả cái thế giới này đều yêu thích cái đồ của quân đội Mỹ, hoặc là đồ Mỹ, cái đồ khác của Mỹ cũng vậy. Kính cơn American Optical. Nên những chiếc áo này nói là họ không sản xuất nữa, từ những năm 68 họ không sản xuất nữa, cho nên là giờ nó đặc biệt hiếm. Mà sưu tầm ở trên thế giới thì cũng hiếm. Ở Việt Nam này lại quá hiếm. Anh em nào mà sưu tầm cả kính ao, cơn ao American thì nhà mình vẫn còn, để phục vụ anh em alo hoặc Zalo số điện thoại 0902194222 để được biết chi tiết hơn về những chiếc áo và những món đồ của quân đội Mỹ, chiếc áo giáp này hoặc là những món đồ khác của quân đội Mỹ. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe, an vui.